Xin chào các bạn đến với chương trình nhiếp ảnh thực hành, một chương trình được sự phối hợp giữa Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Sài Gòn Photography Channel. Như tôi đã trình bày về những tính năng của Mode A thì hôm nay tôi sẽ thị phạm bằng cách ra ngoài ngoại cảnh và ứng dụng Mode A. Khi chúng ta sử dụng Mode A thì có những thuận lợi và không ít những khó khăn. Do vậy tôi sẽ chia phần thực hành thành hai phần, mà hôm nay tôi sẽ nói trước về những thuận lợi mà Mode A đem lại. Mode A cực kỳ hữu dụng khi chúng ta chụp phong cảnh. Và các bạn chỉ cần lưu ý một điều duy nhất thôi, đó là ánh sáng trên hiện trường như thế nào. Ví dụ như hiện giờ là với ánh sáng độc lập là chích thuận, khi mảng đen rất là ít, thì các bạn hãy yên tâm sử dụng Mode A. Bởi vì Mode A sẽ đo sáng và cho các bạn một thuật toán rất là tốt để ứng với những hoàn cảnh như thế này. Việc còn lại của chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta chỉ cần tính khẩu độ như thế nào để có được một chiều sâu ảnh tối ưu. Và đối với một đại cảnh như thế này, tôi sẽ thực hiện những bức ảnh chụp bằng khẩu độ 16 cho tới 22. Tôi đang có mặt trong phòng khánh tiết Dinh Độc Lập. Thì như các bạn thấy rồi là trong phòng khánh tiết có một cái không gian rất là đẹp. Ngoài ra có một cái bảng hướng dẫn về lịch sử cũng như công năng của phòng khánh tiết. Thế thì với Mode A chúng ta rất thuận lợi khi chúng ta muốn diễn tả điều gì. Nếu tôi muốn diễn tả thông tin từ cái phòng khánh tiết thì tôi sẽ để khẩu 28 để cho tất cả những chi tiết phía sau mờ dần. Và nếu tôi muốn diễn tả khán phòng này thì tôi sẽ bật qua khẩu 22 và chúng ta sẽ thấy được kết quả sẽ rõ từ gần đến xa. Các bạn theo dõi nha. Điểm đến tiếp theo của tôi là đường sách Nguyễn Văn Bình. Và vì sao tôi chọn điểm đến như thế này? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy một cách trực quan rằng là nơi tôi ngồi thì rất sáng, nhưng phía sau lưng tôi thì rất là tối. Đây là sự chênh lệch sáng mà các bạn biết không, có thể chênh lệch từ 3 khẩu trở lên. Và điều này nó sẽ rất trở ngại khi các bạn dùng Mode M. Các bạn sẽ thay đổi liên tục và đôi khi nó làm phân tâm, làm cho các bạn không theo đuổi được những bức ảnh mà có tình huống nhanh. Thế thì tôi chọn điểm này để các bạn xem thuật toán của máy với Mode A xảy ra như thế nào, và điều đó sẽ làm các bạn hài lòng khi các bạn ở vào một môi trường sáng như thế này. Điều này nó cũng giống như là khi các bạn đi chụp sân khấu với ánh sáng đèn bolo có hay không, và việc đèn bolo quét ngang rất là nhanh thì thuật toán máy nó sẽ giải quyết tốt cho các bạn những trường hợp mà ánh sáng thay đổi đột ngột và rất là nhanh như vậy. Thế thì tôi sẽ tiến hành chụp trong điều kiện là tôi sẽ chụp rất nhanh các tình huống xảy ra trong đường sách. Với một cài đặt máy như thế này, tôi sẽ để máy ở khẩu độ 11 và tốc độ tối thiểu của máy sẽ nằm ở 1/125 của giây. Và bây giờ bắt đầu các bạn nhé. Việc sử dụng Mode A như thế nào để cho hiệu quả nữa thì các bạn sẽ thấy như thế này. Thuật toán đo sáng của Mode A rất là tốt. Dù các bạn có ở trong tình huống ánh sáng như thế nào, ở khẩu độ nào, thì Mode A cũng đưa cái ảnh của bạn về với việc đúng sáng. Thế thì tận dụng vào tính năng này, tôi sẽ sử dụng đầu Norman 14 và tôi sẽ chụp ở khẩu độ 28 mà thôi. Vì sao vậy? Vì tôi muốn cái series ảnh của tôi
chỉ có một dot duy nhất là 28 và nó thay đổi. Các bạn sẽ thấy là ánh sáng dù có thay đổi kiểu gì thì tôi vẫn bảo đảm được là dùng khẩu độ mở lớn với một cái dot mỏng. Kết quả là nó sẽ cho chúng ta một cái series ảnh có một nét rất là riêng biệt. Điều này được các nhiếp ảnh gia sử dụng rất nhiều. Trong khi vừa sử dụng mode A thì người ta muốn tạo ra một cái nét riêng, ví dụ là một cái bộ ảnh về muôn thú, về hoa, về chân dung hoặc là về phóng sự con người. Bây giờ tôi sẽ thể hiện điều đó với đầu Norman và với khẩu 28 mà thôi. Vậy chúng ta thấy được những tính năng rất là ưu việt của mode A. Chúng ta ứng dụng vào việc chụp ảnh của mình sẽ đem lại những hiệu quả rất cao. Và tôi sẽ lưu ý các bạn khi sử dụng mode A thì nhớ một cái này, dù các bạn dù dùng thủ thuật gì tôi không biết, nhưng các bạn luôn luôn ghi nhớ điều này. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được vùng rõ của ảnh, tức là cái depth of field, bằng cách các bạn quyết định khẩu độ của mình là bao nhiêu. Đây thực tế là một bước chuyển tiếp, các bạn sẽ bước vào sự chuyên nghiệp hơn trong nhiếp ảnh bằng cách luôn luôn ý thức và luôn luôn sử dụng đúng cái vùng ảnh rõ trong ảnh. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là các bạn phải lưu tâm đến tốc độ tối thiểu của màn trập để cài đặt chụp cho đúng những tình huống mà bạn phải phán đoán trước. Nên ví dụ là xe chạy hay là người đi bộ hoặc là cảnh tỉnh thì các bạn phải luôn luôn thay đổi cái minimum shutter speed để phù hợp với cái chuyển động ở trong ảnh của mình. Xin chúc các bạn sử dụng mode A thật tốt và có những bức ảnh thật đẹp. Tuy nhiên mode A không phải là cái mode đem lại sự hoàn hảo cho các bạn trong tất cả các tình huống, mà nó có những hạn chế. Và để thực hiện mode A thật là tốt, các bạn cần phải biết hạn chế của mode A là gì và những giải pháp khắc phục nó. Và tôi sẽ gặp các bạn ở bài sau khi chúng ta đối diện với những hạn chế từ mode A đem lại. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn bài tiếp theo.